Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em bộ sản phẩm cặp đôi đèn pha của Toyota Vios 2003 đến 2005. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là sản phẩm của công ty TIC tại Thái Lan. Với cái dòng TIC này là một trong những thương hiệu lớn chuyên sản xuất linh phụ kiện phụ tùng về phần thân vỏ, tức là về phần đèn này, gương này, cánh cửa và các loại như chúng ta hay gọi là thân vỏ của ô tô đấy ạ. Với cái dòng sản phẩm được hãng TIC này sản xuất thì về cái chất lượng của nó anh em khá là yên tâm, nó rất là bền so với thời gian cũng như mà cái giá thành thì khá là phải chăng. Đây em đang cầm để giới thiệu tới anh em này, đây là cái mặt đèn pha, chúng ta có thể nhìn nó rất là sắc nét, không một tí vết. Đây đây chính là cái mặt đèn pha của nó nhé, anh em có thể nhìn so với hàng liên doanh nó có thể có một vài vệt nhỏ, nhưng so với hàng TIC anh em nhìn này, rất là sắc nét và chuẩn luôn. Đó. Với đèn pha này em nói luôn, nó không như đèn hậu. Hậu sẽ có một số loại là nó sẽ có bóng đèn, nhưng với đèn pha nó sẽ không có anh em nhé. Đây chính là các cái tai để chúng ta sẽ bắt vào chỗ khung phía trước của khung đầu xe. Bóng của đèn pha thì nó sẽ bao gồm 3 bóng, và trên đây thì người ta sẽ ghi rõ luôn là với cái bóng đèn pha thì chúng ta sẽ sử dụng là H4 này. Đấy. Và còn đây là cái bóng xi nhan thì tất cả người ta đã quy định rất là rõ ràng rồi. Đó, anh em có thể nhìn này, vì cái chất nhựa này riêng mình nhựa rất là ok luôn. Cái phần ở phía đuôi sau nó được sản xuất bằng nhựa ABS cao cấp nên anh em nhìn này. Đấy, cái chất nhựa của nó không bị giòn giòn giòn. Đây. Đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái đôi đèn pha của Toyota Vios 2003 đến 2005. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.